Thưa quý vị, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo công điện của Thường trực Ban Bí thư và chỉ thị 01 ngày 5 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy có công văn số 239 gửi các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy, các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các sở ban ngành, mặt trận, đoàn thể thành phố, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị. 1. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống dịch tại địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đề cao cảnh giác phát huy kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch, chủ động triển khai phương án phòng chống dịch đáp ứng yêu cầu, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, các cơ quan, đơn vị, các bệnh viện, chợ siêu thị, cơ sở sản xuất, thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng chống dịch, củng cố các tổ Covid tại cộng đồng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 2. Ban các sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tập trung rà soát, Hoàn thiện các quy trình phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, thực hiện đầy đủ quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là biện pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men cho tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên địa bàn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ địa bàn, xuất nhập cảnh, phát hiện kịp thời không để xảy ra tình trạng nhập cảnh vượt biên trái phép gây ra lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, điều tra, triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, tăng cường giám sát chặt chẽ về thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng. Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội có giải pháp phòng chống dịch đối với các khu chợ đêm, các khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa, quản lý chặt chẽ các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường, Thực hiện việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. 3. Ba, Ban tuyên giáo thành ủy phối hợp tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về công tác phòng chống dịch, tuyên truyền để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép. 4. Ban dân vận thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội các cấp đặc biệt tại cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. 5. Giao văn phòng thành ủy chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện công văn này, kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ thành ủy theo dõi chỉ đạo.